lại thôi chứ bà. Bà chết xong lại. Dạ. Đây cho kể cho quý vị nghe là có đó là tôi có tham gia cái đám ma đó luôn. Là cái người chết đó, là khi chết trong đó là bà nằm như là trong một ngày. Bà chết rồi bà nằm trong một ngày mới nằm đó, thì coi như là bà con đồ xúm nhau lại ngồi hai bên đó, đang mà lắc nút áo. Hồi đó chết rồi lắc nút áo trời. Rồi lắc nút áo cho bà, như vậy là cái bà có ông bà đó cũng bác cũng không có sợ, bác không sợ ma. Bà mới là cởi cái áo và bà bận ở trong đó. Đang mà ra đang mà lắc nút áo. Nhưng mà sao bà gờ cái ngực cái nó còn nóng. Còn nóng hổi vậy. Bà mới la lên. Nhưng mà chết sớm mơ tới trưa rồi. Bà mới la lên cái mới nói, mới xúm lại, mới gờ trái tim bà còn nhảy. Rồi dùng cái trái tim bà còn nhảy. Cho nên mới là không không lắc nút áo nữa mà không liệm luôn. Cái hàng thì nhắc rồi để đó. Một thời gian khoảng chừng 2 tiếng hồi sau, bà nhúc nhích. Bà nhúc nhích rồi ha, rồi mới xúm nhau là ai sợ thì chạy ra ngoài, còn người nào ta không sợ thì cũng cũng còn ở đó. Một hồi bà bật người dậy, độ khoảng chừng 2 tiếng hồi sau bà bật người dậy. Bà bật người dậy như vậy là bà ngồi dậy rồi ha, bà hỏi cái vụ gì mà đông quá vậy. Lần này mới nói bà chết rồi. Bà không biết bà chết luôn. Bà đâu biết. Cái lúc đó là bà bị lắc nút áo rồi luôn ha, Lắc đúng nó không? ao rồi trơn rồi, là cũng như cũng khoảng chừng là nửa tiếng đồng hồ nữa là liệm bả đó. Nhưng mà trong đó vậy có ông bà gờ cái ngực đó, còn nóng đó, rồi cho nên bả mới la lên. Rồi một hồi như vậy là gờ vô trong chỗ trái tim bả, là trái tim bả còn nhảy, cho nên vậy là mới ngưng lại. Ngưng lại thì bà bật người dậy, bà mới nói bà nãy giờ bà đi ngủ chứ không phải là bà chết. Nhưng ta nói bà chết rồi, bà tắt thở rồi mà giờ là bà nói bà đi ngủ. Bà mới xuống dưới bà nói gặp Diêm Vương. Diêm Vương nói bà đi xuống đây làm gì. Bà mới nói rồi tôi chết thì mà Diêm Vương bắt tôi xuống đây, tôi xuống đây chứ tôi đâu xuống đây làm gì. Nói bà chưa có tới số. Bà bây giờ tôi trả lại cho bà về, nhưng mà cấm bà một cái, bà lên chảnh bà không nói chuyện gì ở dưới Diêm Vương gì hết. Nhưng mà bà muốn kể chuyện gì cũng được, nhưng mà có một món bà cấm, không cho mà Diêm Vương không cho bà kể. Bà mới nói thì bây giờ Diêm Vương cứ nói, bây giờ cấm được chuyện gì tôi không cho tôi nói. Ông Diêm Vương nói bây giờ đó bà kể, bây giờ ở đây là ma quỷ gì là bị gì ở dưới đó. Là tức là đầu trâu, vì đầu ngựa, đầu bò, đầu cọp, Trời. rồi đầu vịt, đầu gà, cái mà nó bu qua lại rồi. Ổng mới dặn bây giờ bà kể chuyện gì cũng được hết, nhưng mà có một chuyện mà cái sàn nước bà không cho bà kể. Ủa kỳ vậy ta? Cái sàn nước mình rửa chén hả chú ạ? Cái sàn nước mình xài mình rửa chén rửa nồi rồi đó ha, thì nó quá dơ là ổng cấm. Nếu mà ổng dặn bà thế, nếu mà bà kể vụ đó đó ha, là tôi bắt bà đi, là không cho bà lên nữa. Rồi bà lên thì coi như hai người là bà ngồi bà kể một hồi thì mới hỏi bà xuống dưới bà thấy cái gì. Bà nói trời ơi, nó bu tôi vòng tròn vậy hen, đầu trâu, đầu ngựa, đầu bò, đầu cọp, rồi đầu gà, đầu vịt gì nó bu lại nó rỉa. Đó là những cái dông mà dông hồn mà lúc Cái trước hồn bà đi xuống dưới rồi đó, cái bà hồn kể như bắt đã hồn bà rồi đó. bắt hồn dưới Đó rồi rồi giờ kể như Diêm Vương là còn là điều đó, tra nó bây giờ cái tội bà không có, bà chưa tới số. mấy người đó chắc đến là đòi mạng ha. Thì xuống dưới thì những mấy cái người người ta nói mình ấy, người ta đi thuyết, tao cũng nói mấy người mà đi thuyết đó, tao cũng nói là xuống dưới là gặp tầng đồ quỷ quái không à, chứ không phải là chuyên nhân mình, là mình người ta mình nha. Nhưng mà đầu trâu đầu bò đầu ngựa khi mình làm cái gì đó xuống dưới nó hành lại đó, nó giết lại mình đó. Ví dụ mình giết con bò thì xuống dưới là con bò nó xử mình đó. Mình giết con gì thì xuống dưới là có người ta xử mình con ấy. Bà sống cỡ khoảng chừng 20 năm, bà không chết bà đó đó. Chừng 20 năm sau rồi là bà mới quá già rồi. Bà khi bà chết rồi bà cũng hằng là tám mấy gần 90 rồi. Hồi lúc bà bị bắt lầm đó là bà mới có là 50 mấy tuổi rồi. Mà thời gian đó mà là tôi là mới có 15 16 tuổi à, tôi lại tôi đứng đứng đó coi luôn.
mà đốt nhiều dạng lắm, không có sợ ma sợ gì, nói hủ đám ma cũng lại coi à vào ra có ai sợ sợ tôi cũng sợ. Rồi bà mới là cho nên bà ăn trầu nha, đừng có nói tới ăn trầu cái bằng cái miệng bà không có buông ra. Thầy mới nghe dụ như bà ăn gần hết cái xác đó rồi đấy, không bà nuốt xác nha, bà không có bỏ xác à, mà hãy biết mà vừa trong miệng bà vừa dứt cái hen là bà tìm cái miếng khác vô rồi. Ăn cơm cũng không xúc miệng luôn. Bà ăn cơm không xúc miệng, còn cho nó miệng của bà là cái như lúc nào cũng đỏ tư với lời răng bà thì cái vẫn đang thù lùi vậy đó. Rồi mà bà sống là khi lúc mà bà chết thì tôi không có đây, tôi không biết bà chết, nhưng mà bây giờ con ổng con bà đó cũng vẫn còn ở đây, nhưng mà cái chết của bà là tôi không hay. Cái thời điểm đó bà kể lại là tại tại cái bà tỉnh gì bà kể liền hay sao chú ba? Bà tỉnh rồi bà kể liền. Bà mình hỏi ha. Người nhà mấy người nó mới hỏi. Ừ. Mấy người mà ngồi xung quanh mà lắc nút áo đó. Dạ rồi hỏi bà. Hỏi bà mới trả lời. Nhưng mà bà nói lúc đầu tiên bà nói bà ngủ. Nhưng bà không ngờ bà chết. Giống như bà tưởng là bà nằm mơ, bà đi xuống dưới thôi. Chứ bà không nghĩ là bà chết, giống như bà nằm mơ. Bà không nghĩ thôi. Bà chết. Thì bởi vì người ta nói bà chết rồi. Đây nè, lắc nút áo cho bà nè. Rồi bà mới nhớ lại là bà mới kể. Bà mới kể nhớ xuống... là cái giấc mơ của bà gì đó. Bà mới kể lại rồi xuống dưới là bắt bà nói là dùng diêm dương, ông nói bây giờ bà chưa có thấy số này bắt lầm. Bắt lầm bà mới thả bà về. Rồi thả bà về bà lên là cấm bà một điều kiện không cho nói thôi. Cái sàn nước có liên quan gì với cái sàn nước bây giờ không biết cái liên quan gì, nhưng mà cái sàn nước nó dơ không cho nói, bị cũng như là cấm ở trên dương gian mình, cấm trên dương gian mình nó bị cơm nước mình đổ tháo ở dưới. Ví dụ như mình canh riêu gì mình đem đổ vô thì cái tội đó là Diêm Vương cũng nói là cho bà biết tội nhất là cơm đổ sàn nước là không có con gì sử dụng được hết, không có con gì ăn, con gà con vịt gì ăn được. Mình đổ ra ngoài con gà con vịt ăn được thì coi như mình đỡ tội, còn vô sàn nước đó rồi cái ba đất sình bùng đó, nó dơ đó thì không có con gà vịt nào ăn được hết đó. Chỉ cấm mà có bao nhiêu đó thôi. Nếu ví dụ như mà không cấm cái đó mà nếu mình ngừa thì coi như nữa chết xuống dưới không có tội sao? Phải có tội thôi, mà mình ở trên dương gian này mình làm gì không có tội. Chung có nhiều người người ta cũng không có tin vào cái sự việc đi thiếp, tại vì người ta chưa có, bây giờ chưa có ai chưa có thể chứng minh được đi thiếp. Nhưng mà có người rất là nhiều người người ta đi thiếp nha, có nhiều người người ta chết đi sống lại á, có nhiều lắm. Cái người mà người ta chết đi sống lại á, có thể tao cũng kể chuyện được nữa. Còn những mấy cái người mà đi thiếp á, là đi thiếp cái này, bây giờ cũng có ông này ông đi thiếp với bà đó trong nhà bà đau, ông này ông đi thiếp. Ông cứ ngồi cả lúc ông nằm đó mà ông lúc lắc hoài. Ông thầy pháp này nè bị quá lâu đi mấy tiếng hồ lận, ông không lên, ông không sức, ông không nhau, không gì à. Ông này mới trục hoài đó, ông thầy pháp này ông trục hoài là ông thầy đó nha, ông trục hoài trục ông này không gì à. Ông xuống dưới á, ông gặp dưới rồi vui quá đi, ông không chịu lên. Ông này ông mới là trục, ông mới nói, ông biết luôn. Ông nói ông này xuống dưới á, ông gặp vui quá vui rồi, thằng đàn bà con gái không à, là ông gặp phe đó rồi, ông không chịu gì à. Khi tới chừng ông này ông trục quyết cũng không về nữa, không về rồi ông cũng vẫn còn nằm đó. Đâu 2-3 ngày sau, ông nằm đó 2-3 ngày sau lận. Cái bà kế bên á, bà có nuôi một con heo nái, là 2-3 ngày sau là con heo nái đó đẻ. Đẻ gì là coi như là 10 con mà 9 con heo cái, một con heo đực. Rồi mới ông thầy này ông nghe heo bên kia đẻ thì ông này không biết, cái ông thầy này không biết nè. Ông nói ông lên rồi, ông lên đầu thai rồi, chứ ông không về nhập xác này. Cho nên ông nói bây giờ đầu thai con heo thì coi như trong trong nhà đó, trong gia đình đó, thân nhân rồi đó mới chạy lại đặng hỏi. Nói con heo tôi mới đẻ thất thầy, mới đẻ thất thầy đi mà nó tới 9 con heo cái, một con heo đực. Thì ông thầy này ông mới chỉ nha, chỉ đó bà đó đó ở kia bên đó, bà có nuôi con heo nái mà heo nái mới đẻ đó. Bây giờ có mình là ổng, ổng lên đó đó. Là ông nhập vô cái nguyên bì heo con đó ha, sao ổng lên đầu thai heo.
cái hồn ổng đi xuống dưới, ông không lên nhập xác ổng mà ổng đập thay con heo. Bởi vì ông thầy ông nói xuống dưới là đàn bà con gái đi lên đầu thai mới gặp ổng, mới ngủ ổng. Nói anh ơi anh đi đi lên đầu thai anh ơi, cái anh thấy quá trời đông đó, anh khoái quá anh nhập he luôn, nhập he lên đầu thai heo. Mới là lợi đằng cái bà chủ heo đó mới nói với bà, nói bây giờ bà bán con heo được bao nhiêu tôi mua hết. Bà này bà không bán, bà không bán thì cái ông sát này là ông cũng nằm mà hồi hộp đó, chứ ông không có sức ông được, mà ông đâu nhập được đâu. Rồi năm mới nói, nó bây giờ bà bán bao nhiêu tôi cũng mua, cho nói không tôi một bầy heo mà có con heo đực rồi để tôi nuôi tôi không bán. Mình mới là kẹt phé, kẹt phé ông này. Nếu mà không có mà nhập được thì ông này là tiêu luôn, rồi xác ông này phải có nước chôn ông luôn. Rồi mới cuối cùng và năn nỉ bà hoài bà không chịu, mới kể cái này nói thiệt ông, nói thiệt với bà đi. Bây giờ nói thiệt với bà ha, bây giờ bà muốn bán nhiêu bà bán. Đằng này cũng mua hết, nhưng mà đây bây giờ ông này ông đi thiếp, rồi ông kế bên kìa đi thiếp, thì bảo biết, bảo biết đằng này cúng kiến đi thiếp rồi đó, bảo cũng biết gì, bảo cũng lợi cũng coi mà, cái chừng heo đẻ bảo mới gì, rồi mới nói mới kể cho bà ha, nói bây giờ nếu bà không bán con heo đực này, thì cho nên ông xác này là ông đi luôn, ông không có sống nổi, thì bởi vì bà mới kể cho bà nghe, khi lúc ông đi xuống dưới á, là ông đi đi tham quan, đi tham quan mà ông đi kiếm cái tìm cái người mà chết ở trong nhà đó, kiếm cái hồn người đó mà không gặp. Đi là tham quan 12 cửa ngục luôn hả? Ừ, ông đi tham quan luôn, ông đi coi đang kiếm cái người chết trong nhà. Bởi vì cái ở trong nhà đó người ta chết, người ta mới cầu ông đi thiếp. Dạ. Rằng mà coi ở trong gia đình có giấu giếm gì đó, vàng dòng hay tiền bạc gì đó, hoặc là con cái thương nhớ gì đó. Cho nên ông tìm không được. Ổng mới là năn nỉ bả mới đồng ý. Bả nói thôi bây giờ nếu nói như vậy thì tôi đồng ý, tôi bán heo này. Thì bán heo này là đâu có đâm họng đâu. Cái ông thầy pháp, ổng mới lấy cái búa. Ông làm bùa hay sao? Không có, ổng đâu có làm bùa đâu. Mua con heo đó ổng đem ra ngoài sân á ha. Ổng lấy cái búa ổng tắn vô đầu một cái rồi là con heo nó dãy chết. Thì con heo vừa dãy chết vừa hết dãy thì ông này nhúng hết. Công đi thiếp này ông nhúng nhích rồi đó. Nhúng nhích rồi một hồi ông này ông mới được chụp lên. Chụp lên mới là ông bật ngồi vậy. Ủa cái ông thầy pháp hay dữ gì. Ôi nó thầy pháp của đó chứ không phải thầy pháp bây giờ đâu. Thầy pháp hay lắm. Thầy pháp đó là bùa dữ giống. Bây giờ thất truyền rồi mà. Rồi ông mới ngồi vậy ông nói. Ông nói trời ơi xuống dưới vui quá trời vui rồi. Là tôi không chịu gì à. Rồi hỏi sao mà ông đi được. Ông nói trời ơi tôi đi mà đầu thay con heo mà thấy đi đồng quá cái nó rủ tôi đi theo, rồi ông trời ông đánh tôi một cái chát là búa đập đầu con heo đó. Ông trời ông đánh tôi một cái chát tôi mới quản không tôi chạy về đó. Ông kể vậy đó, là trong lúc ông kể ra hen mấy cái người mà ở sớm mà lại mà đi lá ma đó bỏ cơm luôn, không ăn cơm luôn á. Nghe nói là bà đồng lớp nào sợ, lớp nào nghi ngờ, lớp nào là tò mò mê nghe. Rồi mới hỏi kiếm ông đi lên ông kiếm cái tên này họ này có gặp không. Ông nó không gặp. Kiếm tới 12 cửa ngục là cũng không có nữa. Giống như bà con mình đâu có ai mà biết cái địa ngục như thế nào. Thì nghe ông đó ông đi thiếp thì có lẽ là ông biết. Nhiều khi ông biết hỏi ông vậy. Thì chỉ cái người đi thiếp á, mình hỏi mà hồi đó mấy cái ông mà ngồi đồng đó mấy ông cũng hay lắm. Chứ không phải là mấy ông dở đâu. Chứ không phải như bây giờ mà ngồi giả đó nha. Mà bây giờ là đa số là ngồi giả nhiều quá. Ở đây đó, lên tướng giả có nè. Cái ông thầy pháp đó bây giờ ông còn sống không chú à? Ông năm nay chừng có chừng 200 tuổi rồi. Dạ. Nhưng mà cái thời mà mình cái ông thầy pháp này đó mà cái ông mà kể lại mà cho tôi nghe đó ha. Dạ. Là ông này cũng là cỡ hàng sáu rồi. Yeah. Đó. Ông chứng kiến lại cho nghe là cái đám ma đó. Còn nghe là kể chuyện thì ông đều nghe hết. Chú Ba bây giờ còn biết những cái ông thầy pháp nào mà hiện giờ còn làm nghề không chú? Chết hết. Còn đa số bây giờ là thầy pháp mất tiêu trơn, không sao sống nổi thì cả trăm bây giờ mấy ông đó là lớn tuổi hết rồi.
Bà con ở trên kênh YouTube thì cũng tìm những cái ông thầy đó, nhưng mà bây giờ khó tìm, không biết nguồn gốc nằm đâu. Hồ đó ông bắt hai tôi nè, ông là thầy nhất, ông là hay lắm, và ông cũng chết rồi. Có thể là ổng mà ổng ở trên Chi Lăng cho nên mà ở đây dòng họ của ổng mà bệnh hoạn ha, bị cái gì đó hen, ở chả không biết. Ổng bấm tay hả chứ qua. Ổng có cái sổ, ổng có cái sổ bùa của má. Dạ. Ổng coi. Còn ví dụ ổng mà ổng mà ổng bằng nhà cho người ta đấy ha, ổng thì chuyên môn là thợ mộc. Nếu mà ổng im một cái là rồi tiêu luôn. Dạ. À, trong gia đình là biết điều mà xử lý ổng mà ngon lành ha, tử tế ngọt ngào á, thì ổng cũng bùa nó cũng ổng cũng yếm nữa, nhưng mà ổng yếm làm ăn được. Còn nếu mà ví dụ như thấy khó khăn quá ha, thắc mắc gì đó ha, ổng dẫn ổng yếm cái rồi cái nhà nó bỏ đi luôn, khỏi vô ở. Rồi, cảm ơn chú Ba rất là nhiều ha. Đã chia sẻ những cái câu chuyện mà xưa cho bà con nghe. Thì câu chuyện đến đây là hết ha chú Ba ha. Rồi.